Ơi, xin chào. Xin chào mừng anh em và các bạn và các em đã quay lại kênh YouTube của tôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ làm một cái câu nhị khúc từ giấy thải, giấy bìa A4. Đây, giấy này đây, giấy này là giấy giấy A4 thải ở trong nhà mình. Và các bạn có thể, nhà ai có giấy thải có thể tận dụng để làm câu nhị khúc, để tập luyện mà không lo chấn thương. Giấy thải này nếu mà đầu tiên thì cũng phải vậy, mà không các bạn nào đam mê luyện thể thao, luyện võ thuật, công phu gì đấy mà không có tiền, hoặc các em nhỏ mới lớn lên không có tiền, thì có thể tự làm cái này để chúng ta chơi và tập luyện tại nhà đấy, và cũng rất là chất lượng luôn. Thì hôm sau có điều kiện rồi thì chúng ta có thể tự mua côn inox hoặc côn gì trên mạng loại đắt tiền. Còn chúng ta hiện tại mới lớn lên thì nếu chưa có thì có thể tự làm cái này tại nhà là ok. Và bây giờ mình sẽ đi vào nhà và bắt đầu tiến hành làm cái côn nhị khúc nha. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình luôn. Yo. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái côn nhị khúc đó. Thì mình sẽ dùng băng keo dán giấy này để cuốn cho đẹp, cuốn băng keo này để cho chắc cái côn đấy. Đầu tiên thì chúng ta cuốn cho chắc. Các bạn ép thì như mọi hôm thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, thì với cây này thì các bạn cũng sẽ ép cho chặt cái côn để khỏi côn được một giây. Ta sẽ vặn cho chặt. Đầu này các bạn cũng dán một cuộn keo ấy. Đấy, dán này xong rồi. Xong rồi, cái sau bắt đầu chúng ta sẽ dùng băng keo này cuốn vào đây này. Xong một khúc à, đó, và sau đó, cái đầu này thì các bạn phải dán keo combo đầu để giữ chặt vào đó. Các bạn dán keo combo hai đầu này đó, muốn nó chặt vậy thôi. Rồi sau thì đầu này mình các bạn cuốn thêm cái đường nữa cho nó đẹp vậy. Hai cái băng dính này để tăng kỹ cho đẹp. Rồi khúc tiếp theo thì các bạn sẽ so
Các bạn nhớ nhé, bỏ dán kem 02 và hai chỗ này, chỗ chặt hoặc là tuột ra, nhét dán kem vào, nhét dán kem vào sẽ chặt này, đó, ok nha.